Rồi, mất hái luôn. Quay phim, quay phim. Trái đó cao quá, leo tới không? Ôi, cái này không hay nữa. Mà đây. Ngoài đó con trai. Ngoài đó.
Mít này anh này anh mua là anh cắt là không có ghim thử. Đặc biệt lái này là không có ghim thử chứ mít. Người chín luôn hả? Điện thuốc luôn. Ồ, mua vàng tư luôn. Ăn thiệt? Không có. Để ăn. Cái này mua ký nhiêu? Chợ là gì? Mấy ngàn? Hả? Chợ 5 ngàn. Ồ. Cái này là điện thuốc ghiêm thuốc. Ừ. Chứ anh để mà nắng nó không đậy. Không đậy thì bị nám gai nó. Nám gai hả? Không thuốc cũng xài không được. Ừ. 10 ký hả? Dạ. Thúi hả? Hai trái nhì hả? Cho ra 8 ký hay gì? Đây rồi, cân luôn hay là cân ghi luôn? Ở tướng đâu làm tôi ghi luôn rồi chứ. Rồi, đang hảo rồi. Ừ. Thank you.
Tôi đang cân cân với năm mấy ngàn hả? Rồi xong.